tôi đặt từ trồng được. Nếu mà vẫn lọt nhiều lúc nhiều trang trại nó vào cũng tốt mà lọt là vào. Trại này xây dựng được bao năm rồi anh? Cái chuồng này là anh xây năm ngoái. Năm rưỡi. Xong làm. Chuồng này là được khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi. Cao quá. Đây 2m4. Đấy là ngon. Anh kia anh đang làm qua 2m2 đâm ra lại hơi đau đầu. Thế bây giờ là thế này. Anh tính là tất cả những cái này là đập hết đi. Bỏ. Bỏ hết đi lên lấy mặt bằng. Rồi. Thế xong là em này sẽ vẽ cho mình cái lên. Lên. Cốt lên để xây theo cái bản vẽ của em này. Đấy. Còn anh sẽ cho hết chuyển hết những cái này, sắt này cắt chuyển ra ngoài, khung này là chuyển ra ngoài, tường này là đập hết đi này. Nói chung là lấy lại mặt bằng. Lấy mặt bằng, trả lại mặt bằng như cũ hết. Vâng, cái này thì nhấc lên là được, có cái sắt kia thì phải có cắt cái này. Mang máy đục vào đục rồi, cứ mang máy đục. Cái này đục là đơn giản thôi mà. Đục tan chân ra đằng nào mình đục mà. Cái này là họ cũng tán vào luôn. Một là thế, hai là đập chân đến nước rồi. Đấy, đập chân đến nước rồi ra. Đây, cái này thì anh cắt hai bút này là được mà. Tại vì cái này là sau là thành lối đi. Cái dành này là thành lối đi. Đây là làm nguyên, làm hai bên luôn, bên chửa bên đẻ ấy. Chửa, đẻ bên kia. À đây. Đây là hết. Đúng rồi, chuẩn. Cho nó như tách biệt. Rồi, thế thì dễ sửa không anh ạ? Thế dễ sửa không? Đấy, tức là đây là thành chửa và bên kia giống y như này là thành đẻ. Rồi. Cùng chửa này thì xong rồi. Đấy, đồ vẫn hết ra nhưng mà cạnh đây là cạnh đưa hết ngoài. Cạnh đưa hết trước này. Thế ra trước. Rồi. Thì cái này cũng được xây dựng được khoảng 4-5 năm rồi, giờ nó mòn hết rồi. Đây là anh có đánh mặt chứ? Ờ. Em đợt này đang xây dựng phải đánh mặt. Đánh mặt à? Cái này không đánh mặt. Cho phải cho ấy vào đánh mặt mới được.